Chuyển sang các thông tin về diễn biến bệnh sốt xuất huyết. Thưa quý vị và các bạn, tình hình bệnh sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có dấu hiệu được khống chế. Người bệnh thì vẫn tiếp tục ùn ùn đến bệnh viện và đã có nhiều bệnh nhân di chuyển đến 3-4 bệnh viện mà không nhập viện được vì quá đông. Mới đây thì một số bệnh viện đã thành lập những khu điều trị dã chiến dành riêng cho bệnh nhân sốt xuất huyết, ghi nhận tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đã phải đi qua rất nhiều bệnh viện nhưng không được bệnh viện nào tiếp nhận điều trị. Ngày hôm nay, chị Hương đã cảm thấy yên tâm khi được tiếp nhận vào khu điều trị ban ngày của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và đây cũng là tâm lý chung của nhiều người mắc bệnh sốt xuất huyết. Thành lập những cái nơi điều trị dã chiến như thế này thì thực sự là rất cần thiết. Bởi vì cũng có nhiều bệnh nhân là họ không thể có điều kiện để họ được vào viện. Đấy, mà cái lượng giường bệnh để cho họ được vào viện thì là quá ít, nó quá tải nhiều quá, nên là đây là một cái việc làm mà hết sức là linh động. Thực ra thì là cái câu chuyện này là cũng nghe từ ở cơ quan đã bị 4 người bị rồi, và mọi người vào viện, mọi người cũng nói là toàn nằm 3 giường, 4 giường. À, thì may quá thì vào đây thì lại thấy giường như này quả là hạnh phúc. Được nằm riêng một giường như này. Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tới khám ở bệnh viện quá đông với gần 500 bệnh nhân mỗi ngày, trong khi khu điều trị nội trú chỉ gần 200 giường. Vì vậy, việc thành lập khu điều trị ban ngày sẽ giúp giảm nhiệt cho người bệnh, đồng thời hạn chế tối đa số bệnh nhân tự ý ra truyền dịch tại các phòng khám tư không đảm bảo. Để đáp ứng được cái yêu cầu là thu dung bệnh nhân thì chúng tôi đã tổ chức một cái khu điều trị dã chiến về bệnh nhân sốt xuất huyết. Vì mục đích của cái khu điều trị dã chiến này là thứ nhất là chúng tôi đây là những cái cơ sở để tôi phân loại sốt xuất huyết. Khi mà những bệnh nhân nào nặng có những dấu hiệu cảnh báo thì chúng tôi sẽ cho vào viện. Còn không thì chúng tôi sẽ điều trị tại đây để cho bệnh nhân khám, cho bệnh nhân làm xét nghiệm, sau đó cho bệnh nhân truyền dịch. Sau đó thì chúng tôi giải quyết cho bệnh nhân về nhà, hướng dẫn bệnh nhân theo dõi tại nhà và hẹn đến kiểm tra lại. Một cái mục đích nữa là đấy là cơ sở này để giảm tải cho trong nội trú. Vì trong các buồng bệnh chúng tôi thì có mức độ thôi, nên là không thể chúng tôi tiếp nhận được tất cả các bệnh nhân sốt huyết được. Mặc dù là giải pháp tạm thời, mỗi người bệnh chỉ được nằm điều trị trong ngày, sau đó được tư vấn điều trị tại nhà và tái khám. Nhưng với sự linh hoạt của bệnh viện đã phần nào giúp cho bệnh nhân sốt xuất huyết bớt đi phần nào căng thẳng trong mùa dịch.